Hello, xin chào. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Babie Artist. Tan tan. Đố mọi người biết trong cái hộp này là gì? Mình vừa nhận được từ giao hàng xong đấy. Chúng mình cùng khui nó ra để xem bên trong cái hộp này có gì nhé. Mình đã dành rất nhiều tâm huyết để thực hiện được một bộ ảnh ưng ý, nên là mình đã chuẩn bị rất là đầy đủ từ trang phục, phụ kiện để set up lên được một bộ ảnh. Video này mình ghi lại toàn bộ quá trình mình vẽ một bức tranh phong cảnh bằng màu sơn dầu acrylic. Mình đã vẽ bức tranh này để chuẩn bị cho một bộ ảnh nghệ thuật của mình. Mọi người hãy xem hết video này nhé. Thank you.
vẽ đến đây thôi. Bây giờ mình phải đi trang điểm để còn chuẩn bị chụp ảnh nữa. Các bạn nhìn thấy mình chụp ảnh có sâu deep không? Đấy, sau một buổi chụp ảnh thì mình cũng mệt dã rời và sáng hôm sau mình lại tiếp tục hoàn thiện cái bức tranh của mình. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.